Ôi, cháu ấy đang vẽ gì nhỉ? Không biết luôn. Mình muốn chiếc bánh burger. Burger? Nhưng không phải là thực phẩm tốt mà. Bánh burger? Ok, thử thách đã được chấp nhận. Bánh burger xuất sắc. Nào, bây giờ mình lấy một miếng thịt cho vào trong này. Và bây giờ mình sẽ làm rất là nhanh thôi. Ừ, cả cà chua nữa chứ. Đầu tiên cần phải cắt nó ra. Ôi, sao cái này nó bị ẩm sao ấy nhở? Ôi, hình như không ổn lắm. Nhưng mà thôi kệ, mình cứ cho hết vào như thế này. Còn bây giờ thì phô mai. Mình sẽ không cần dao nữa đâu. Đấy, tớ thông minh như thế này mà. Tuyệt lắm. À, thịt của tớ cháy. À, nóng quá. Ôi, cần phải dùng cái này ngay từ đầu. Bây giờ mình sẽ cho cái này lên trên này. Hơi cháy một chút nhưng mà chẳng sao. Và bây giờ thì ở trên cho thêm một miếng bánh nữa. Và sẵn sàng. À, tay của tớ. Thịt. Trời ơi, không, bà sẽ không dùng cái này. Bà sẽ dùng táo. Đây là những gì mà cháu gái bà cần. Và thêm một loại trái cây hữu ích khác nữa. Quả chuối. Và thêm cả kiwi và cả dâu tây ngon lành nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cho tất cả mọi thứ lên trên. Và sẽ có một cái burger trái cây siêu bổ dưỡng. Trông thật là tuyệt vời. Đầu bếp đã sẵn sàng để nấu ăn. Mình sẽ làm một món burger ngon nhất thế giới. Tất cả các thành phần đã được đặt ra. Còn cái này thì mùi rất là tuyệt vời. Đầu tiên mình sẽ cho hành tây. Sau đó phô mai màu mè, thịt và tất nhiên là cả salad nữa. Rồi lại thêm một miếng thịt nữa, phô mai, cà rốt và đừng quên cả xúc xích nữa nhé. Xong rồi, Super Burger đã sẵn sàng. Ồ, chúc em ăn ngon miệng nha em gái. Cuối cùng, bây giờ mình sẽ chọn một món burger ngon nhất. Cái này trông thật là khủng khiếp. Ôi, tớ không ăn cái này đâu. Còn cái này trông rất là đáng yêu. Thử nào. Không tệ chút nào. Mình rất là thích ăn trái cây nhưng đây không phải burger. Oh wow. Còn cái này thì trông rất là đẹp. Ôi, nó rất là to nữa chứ. Ôi, đúng rồi. Trời ạ, vị quá là tuyệt vời. Mình chọn cái này nhá. Ôi, mình đã biết ngay là mình sẽ giành chiến thắng mà. Ôi, thế mà cũng nói. Ôi, trời ạ. Lần này, em muốn uống nước chanh. Nước chanh. Tất nhiên, cái này không có gì khó khăn với cả mình cả. Mình sẽ bắt đầu với trang trí cái cốc nhá. Mình sẽ đổ cái rắc này ra đầu tiên. Cho thêm một ít đường. Sau đó, mình sẽ lấy một ly nước đẹp, nhúng nó vào mật ong. Và để cái rắc này nó sẽ dính thật là chặt lên trên. Đấy, xem nào. Hoàn hảo. Bây giờ, mình sẽ làm việc một chút với đá nhá. Ôi, mình rất thích chọc cái đá này ra. Nó thật là làm mình bình tĩnh. Đấy, cái này đã sẵn sàng rồi. Bây giờ mình sẽ cho hết vào trong cái cốc này. Ôi, cháu ơi, cháu đang làm gì vậy? Ôi, đúng là giới trẻ. Không ai biết nó là nước chanh, là làm từ nước chanh à. Bây giờ bà sẽ nói, cắt chanh ra từng miếng và vắt nó vào. Ôi, đẹp quá. Mình sẽ thử một miếng. Ôi, chua quá. Cần thêm một ít đường nữa. Và cho thẳng vào mồm cũng được, đỡ đấy. Ờ, như này tốt hơn rồi. Ờ, đủ chưa nhở? Không, thêm nào. Ôi, thế mình phải làm gì bây giờ? À, mình có một ý tưởng. Tớ sẽ cho sô-cô-la vào trong máy xay. Thêm cả M&M và những quả bóng sô-cô-la Maltesers nữa. Bây giờ mình sẽ cho kem vào trong. Và cho tất cả mọi thứ vào sữa. Và xay nó lên thật là đều.
Mình sẽ đổ tất cả mọi thứ vào cái cốc đẹp này và cho thêm cả ống hút nữa. Bà hãy xem đi này bà. Ôi, cháu ơi, đây nhìn đây này, đây mới là nước chanh thực sự. Oh wow, ôi nước chanh mà thực sự của mọi người sao? Ôi, mình đang làm cái gì nhỉ? Mình sẽ dầm cái này đầu tiên, sau đó mình sẽ dùng cả dâu tây nữa. Bây giờ mình sẽ đổ hết tất cả mọi thứ vào trong nước. Còn việt quất mình sẽ cho vào cái bình khác. Ôi, nước chanh của tớ gần như đã sẵn sàng rồi. Mình sẽ đổ cái này đầu tiên vào đây. Sau đó ở trên mình sẽ đổ dâu tây, cho thêm ống hút và đã sẵn sàng rồi. Chào gái, uống đi nào. Mình sẽ bắt đầu thử từ cái này trước. Wow, trông rất là đẹp đấy. Ôi, ngon thật đấy. Mình sẽ thử cái tiếp theo. Ôi, hình như là nước với cả chanh thôi sao ấy. Ôi, chua thế. Ôi, không không, mình không uống đâu. Còn cái này là cái gì nữa đấy? Đây là nước chanh sao? Thôi được rồi, mình sẽ thử vậy. Wow, trời ơi, ngon thật đấy. Mình sẽ chọn cái cốc tay này. Yeah, tuyệt quá. Mình đã thắng rồi. Làm tốt lắm cháu gái. Cảm ơn. Ôi, lần này sẽ có gì đấy? Em muốn Bim Bim. Cái gì? Bim Bim thật không? Ôi, cái này quá đơn giản. Dùng cái này, mình có thể làm sạch cái này rất là nhanh. Tuyệt lắm. Đây là những gì mình cần. Ôi trời ạ, bà sẽ làm sạch nó bằng tay, bằng cách cũ, nhìn vào học hỏi đi này. Đấy, như này hơn rồi đấy. Không muốn làm bà buồn, nhưng mà em đã làm xong một đống rồi đây này. Ê, thế mình phải làm gì với củ khoai tây này đây? Thôi được rồi, không sao. Mình chỉ cần cắt tất cả những thứ không cần thôi. Tuyệt quá, rất là giống Bim Bim rồi đấy. Ôi, cháu ơi, đây này, hãy nhìn bà đang làm gì đây này và cắt như thế nào. Mọi thứ đã sẵn sàng, bây giờ chỉ cần cho lên trên này và sau đó nướng nó lên thôi. Ồ, nhìn bà trông hay phết đấy chứ. Nhưng mà mình vẫn sẽ làm tuyệt vời hơn. Cái của mình sẽ cho vào trong và đổ sữa vào rồi xay nó lên. Bây giờ mình sẽ cho hết tất cả mọi thứ vào trong này và mình sẽ dán nó lên. Trong khi khoai tây của mình đang dán, mình sẽ cắt với cả bơ nhé. Mình sẽ bỏ cái này đi và dùng thìa mình sẽ lấy bơ ra. Sau đó mình cho vào trong máy xay, cho một ít muối và thêm một ít cả hạt tiêu nữa. Và mình cũng sẽ xay nó lên. Đấy, xong rồi. Nước sốt guaca đã xong. Ôi, mùi thơm làm sao. Ôi, Bim Bim của bà đã gần như sẵn sàng rồi. Bây giờ chỉ cần thêm một ít hành nữa thôi. Và bà định giành chiến thắng với Bim Bim này sao? Không có gì tuyệt vời hơn những thứ mà đã lâu đời rồi. Tớ nghĩ ra tớ có thể làm gì rồi. Tớ sẽ cho nó vào trong cái máy này và nó sẽ nấu lên rất là nhanh đấy. Bà ơi, nhìn này, cháu làm rất tốt. Ê, tại sao nó lại cháy thế này? Ôi trời ạ. Ôi, nó đen hết rồi. Thôi được rồi, như thế cũng được. Rồi, thế mà cũng nói. Đây, khoai tây tuyệt vời của mình đã sẵn sàng. Và nước sốt mình sẽ cho ở giữa. Ôi, lại nghĩ ra một cái thứ rõ là khó khăn. Chúc cháu ăn ngon nhá, cháu gái. Để xem mình có cái gì nhá. Nhìn trông không tệ, còn cái này. Ừ, trông cũng rất là tuyệt vời. Trời ơi, cái gì thế này? Ôi, trời ạ, đen và đáng sợ quá đi mất. Eo ơi, ghê tởm. Vứt cái thứ này đi. Mình sẽ thử những cái này nhá. Thử khoai tây này trước nào. Ngon thật đấy. Mình rất là thích. Còn cái này thì sao? Trông rất là lạ thường đấy. Và có cả nước sốt nữa này. Wow. Cái gì?
Trời ạ, đây là khoai tây sao? Ngon thế, mình chọn cái này. Yeah, mình đã nói rồi, mình sẽ thắng mà. Ôi, có cái gì ở trên vai bạn ấy đấy? Ôi, à đúng rồi, đầu tiên mình muốn ăn bánh nhá. Ừ, món này thì mình có thể làm được, quá đơn giản. Bây giờ thì đập trứng vào, sau đó cho bơ vào, và tất nhiên là đường. Tất nhiên là phải ngoáy hết mọi thứ lên. Làm tốt lắm, đúng không Wednesday? Nào, làm đi tay. Đầu tiên cho bột mì. Ừ, cho vào trong này. Sau đó đổ sữa vào. Rồi đập quả trứng vào đấy. Ừ, đúng rồi, đừng quên cả đường nữa nhá. Bây giờ thì trộn tất cả mọi thứ lên. Còn mình thì sẽ cho một cái gì đó từ bản thân. Ừ, đúng rồi, như này chắc chắn là được hơn rồi đấy. Làm tốt lắm tay. Cái gì? Bàn tay chuẩn bị mọi thứ cho cậu ấy rồi sao? Oh wow, thôi được rồi Ben, bình tĩnh lại đi. Cần phải nấu ăn. Mình sẽ lấy bánh nướng và làm lớp đầu tiên từ chúng. Sau đó phủ lớp kem tươi lên trên. Và từ cái bánh nướng nhỏ hơn. Và thêm cả kem ở trên nữa. Đấy, thế là vài được tầng rồi. Ngon thật đấy. Ui, tay đang làm gì vậy? Sao? Bánh của mình gần như sẵn sàng rồi. Ờ, tay đâu? Có ai nhìn thấy nó không? Thôi được rồi, mình sẽ cắt nó ra. Mình dùng dao và sẽ bỏ đi những thứ không cần thiết. Ôi, may mà tay đã giúp cho mình làm cái này rồi. Đấy, đây là những gì mình cần. Đây sẽ là não thực sự. Ôi trời ơi, nhìn trông đáng sợ thế không biết. Bánh sẽ không tự làm đâu, mình sẽ phải làm tiếp thôi. Mình sẽ cho kem vào đây nữa. Và không quên là phải quệt nó ra thật là đều. Đẹp quá. Nhưng mà bánh vẫn chưa đủ đồ trang trí. Bây giờ mình sẽ làm điều đó. Trong cái này mình sẽ cho sô-cô-la vào. Và để làm nhanh, mình sẽ dùng cái này. Sau đó mình sẽ cho thêm sô-cô-la vào đây. Và tất nhiên là những cái hạt này nữa. Thêm một vài điểm này nữa. Và mình sẽ làm được M&M thực sự. Mình sẽ trang trí nó ở đây như thế này. Và ở trên đổ M&M vào. Đấy, thế là sẵn sàng rồi đấy. Ôi trời, quá ngọt. Mình chắc là sẽ cho thêm siro này vào đây nữa. Và mắt không thiếu mắt được. Như này tốt hơn rồi đấy. Ui, mình rất là đơn giản. Và cho một đống topping vào. Wow, Wednesday. Ui, hình như bánh của cậu đang di chuyển. À, tất nhiên rồi. Đây là não mà. Ôi trời ạ, bánh này. Ôi, cái gì thế này, sợ thế. Ôi, tất nhiên là mình sẽ thử cái này của Ben. Trời ạ, đây chỉ là kem với cả bánh bình thường thôi mà. Ngon nhưng mà không ổn. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ thử từ bánh này nhá. Ôi trời ạ, bánh này ngon quá. Trời ơi, và nó rất là ngon đấy chứ. Mình nghĩ là bánh còn ngon hơn nữa. Quá tuyệt vời. Ôi, đến lúc phải thử cái bánh này rồi. Mong đây không phải là máu thật. Từ từ đã. Ồ, đây là siro dâu tây mà. Còn đây là kẹo dẻo mát. Rất là ngon. Wow, trời ơi, bánh ngon quá đi mất. Wednesday, cậu thắng rồi nhá. Tớ không thể nào mà dừng được. Ôi, Wednesday, xin chúc mừng. Trời ơi, mình rất là thích cái bánh này. Từ từ đã, nó đang di chuyển sao? Cái này là cái gì đây? Trời ơi, đây là tay sao? À, kêu. Trời ơi, bỏ nó ra khỏi đầu mình đi. À, tay đây rồi. Sao rồi?
này cũng được. Mình muốn ăn pasta. Ồ, trời ạ, mì sao? Quá là đơn giản. Ôi, có mì nấu nhanh mà. Đấy, sẽ làm nhanh thôi. Mình sẽ đổ nó vào như thế này. Và đợi nước sôi. Quá đơn giản. Ôi, trời ơi, đáng sợ quá. Wednesday đã cho một đống run lên trên đĩa. Trời à, chắc chắn là bạn ấy không thích đâu. Mình sẽ vứt cái này đi nhớ. Ôi trời ạ, vứt hết cả đồ ngon đi rồi. Thôi được rồi, thích thì làm mì ống cũng được. Mình sẽ lấy thạch và cho nước vào đây. Thêm một ít màu đỏ vào. Cái này thì được rồi đấy. Sau đó mình sẽ cần cái này. Mình sẽ cắt cái đống ống này đi và cho nó vào, đổ vào như thế này. Mình sẽ bỏ Oreo ra làm đôi, ăn cái phần bên trong vậy. Nó rất ngon. Bây giờ từ những cái vỏ này mình sẽ thật là làm nhuyễn nó ra. Đấy, những thứ còn lại mình sẽ lấy ra từ ống hút. Trông cũng giống run đấy phết chứ nhở. Mình sẽ cho nó lên trên như này này. Wednesday đang nghĩ ra một cái của mình. Nhưng mà mình sẽ tự làm mì. Đấy như này. Bây giờ thì đun sôi nó lên. Ôi mì ống sao? Tại sao phải khó khăn như vậy? Nếu có thể đổ nước sôi vào trong là vào hoàn thành. Bây giờ đóng nắp lại vào. Nào đóng nắp vào mà. Đóng nắp vào. Trời ạ, không đóng được. À, nghĩ ra rồi. Mình sẽ tan chảy nó trong bàn đá ủi. Học đi Betty. Trời ạ, có cái gì để học chứ. Đấy, pasta đã xong rồi. Đến lúc phải chia nó lên. Ôi, trời ạ, quá tuyệt vời. Ở trên, tất nhiên là thật nhiều phô mai rồi. Và tất nhiên là cho thêm cả cà chua vào nữa nhá, để trang trí. Đẹp quá. Ôi, quá nhiều năng lượng. Mì mình của mình cũng ngon như vậy. Bây giờ sẽ mở nó ra. Ôi, trời ạ, mình đóng kín quá rồi. Biết làm sao bây giờ. Chính xác. Mình sẽ gắn kẹo ống bằng kẹo cao su. Như này, nó sẽ còn tiện hơn. Ta-da! Mì đã sẵn sàng. Của mình cũng vậy. Ôi trời ạ, các bạn chuẩn bị cái gì đấy? Có lẽ mình bắt đầu với lựa chọn an toàn nhất. Ôi, nó có quá khô không? Nhìn trông lạ thật đấy. Trời ạ, mì gì mà mì khô ấy, cũng tạm được thôi. Trời ạ, còn đây là ấu trùng trong đất sao? Hình như không phải là sống. Ôi, thôi được rồi, để mình thử vậy. Ồ, Peach, cậu có thể làm được. Ôi, chờ đã. Trời ạ, cái này rất là ngon. Đây là thạch và Oreo. Còn tiếp theo, có vẻ như là cái này sẽ không cần. Nếu mà mình hiểu đúng, thì cần phải cắm nem vào đây. Eo ơi, đây là kẹo cao su đã nhai rồi mà. Nào để thử. Ồ, mì ngon phết đấy chứ. Nước rất ngon. Và mì cũng vậy. Ben, anh thắng nhá. Mình rất thích món này. Nghiêm túc sao? Mình đúng không? Ồ, vâng. Ôi, xin lỗi nhá. Ôi, bây giờ thì sao? À, đúng rồi. Đây, mình muốn ăn bánh quy sô-cô-la. Đấy, như thế này. Ôi, vớ vẩn. Cái này không cần phải nấu ăn. Chỉ cần lấy ra khỏi hộp thôi. Đấy. Chắc là mình sẽ ăn một cái. Ngon quá. Mọi người đang làm gì nốt vậy? Ôi, mình sẽ lấy bột mì, sữa, hai quả trứng. Và trộn đều mọi thứ lên. Bây giờ thì cần lăn cái bột này ra. Chuyện vật vãnh đối với mình. Không có gì ngạc nhiên khi mình lấy cái cây lăn yêu thích của mình theo. Bây giờ mình sẽ cắt chiếc bánh quy bằng cái khuôn này.
Ôi, sẽ cắt vài cái luôn nhá. Ôi, cái này luôn làm mình hài lòng. Đẹp quá. Ôi, Wednesday, cậu đang làm gì vậy? Ôi, mình đang làm cái máy chém bột thôi. Phải cắt nó thành từng mảnh. Bây giờ chúng sẽ tạo ra cho những chiếc xúc xích này hình dạng của những ngón tay. Đấy, và của ngón tay như này nữa. Sau đó, mình sẽ cho nó lên trên như thế này. Mình sẽ làm kem nữa. Lấy nước, đường và cả cái màu xanh này nữa. Mình sẽ ngoáy tất cả mọi thứ lên. Và dùng nó, mình sẽ bôi nó lên trên bánh. Đúng rồi, đến lúc phải nướng nó lên rồi. Mình sẽ cắm dây vào như thế này và bật lên. Ôi, đúng rồi. Đấy, thế là chúng sẵn sàng rồi nhá. Sao, bạn thích không? Ồ, một cách rất là hay. Bánh quy của mình cũng nướng xong rồi. Bây giờ mình sẽ phủ chúng lên sô-cô-la. Nhưng mà sô-cô-la sẽ có nhiều màu khác nhau và hình dạng khác nhau từ bánh quy nữa. Bây giờ chỉ cần đặt chúng lên như thế này nữa thôi. Và bánh burger của mình đã sẵn sàng rồi. Ôi, thật là đáng sợ. Ôi, các bạn chậm chạp quá. Mình đã xong hết rồi. Ôi không, mình ăn hết bánh rồi sao? Phải làm gì bây giờ? Ồ, mình có ý tưởng. Mình sẽ chiên bánh mì nướng lên. Mình sẽ lấy sô-cô-la trắng. Ồ, thơm làm sao. Ôi không. Trời ạ, hình như bánh mì của mình hơi quá đen rồi. Không sao, mình sẽ đổ sô-cô-la lên là được. Ôi, giống Oreo đúng không? Trời ạ, mình cần phải cắn những cái thứ không cần thiết ra. Đấy, như này tốt hơn rồi đấy. Ôi, đáng sợ thậm chí với mình. Thôi được rồi, cậu làm đi. Wow, lần này mọi người thực sự đã làm được rồi. Ngoại trừ Ben. Ôi, đây là cái gì vậy? Cậu đã ăn trước rồi sao? Eo ơi, nó chảy hết cả ra rồi. Kinh quá, mình không thử đâu. Tiếp theo là gì? Nào, mình sẽ thử những cái ngón tay này vậy. Nhìn trông cũng được hết chứ. Và vị cũng rất là ngon. Ôi, rất là thích luôn. Còn bây giờ mình sẽ thử cái này. Wow, nhiều các loại bánh khác nhau quá. Lại còn giống burger nữa chứ. Ồ, trời ạ, cái này ngon phết. Và mình sẽ thử tất cả cùng một thứ nhé. Rất là giòn và rất là nhiều sô-cô-la. Mình rất thích cái này. Đầu bếp, bạn chiến thắng rồi. Thật sao, cuối cùng. Ôi, cảm ơn mọi người. Chúng ta sẽ bắt đầu từ cái gì? Chúng ta hãy bắt đầu với pizza. Tớ hy vọng là các bạn biết làm nào để nấu nó. Một lựa chọn rất là tốt. Ôi, mình đã làm việc trong một nhà hàng Ý trong một thời gian dài. Vì vậy, tôi có thể dễ dàng nấu một chiếc bánh pizza tuyệt vời. Cái chính là phải nhào bột thật là kỹ. Ôi, hãy nhìn cái bột này tuyệt làm sao. Bột, toàn bộ hương vị của pizza nằm trong nước sốt. Và tất nhiên, đừng quên phô mai. Ôi, cần phải nạo hết cả vào, càng nhiều càng tốt. Thật là ngon. Ôi trời ạ, trộn bột sao? Không không. Mình sẽ thái giò ra. Và thái cả phô mai ra nữa. Và cho hết cả lên trên. Đấy, thế là sẵn sàng rồi. Ta-da. Ôi, mình đồng ý với bà. Nước sốt rất là quan trọng, nhưng sẽ ngon hơn rất nhiều nếu tự làm nước sốt. Các bạn hãy nhìn xem tường cà trông ngon như thế nào. Và tất cả mọi thứ đều là tự nhiên. À, quên mất hoàn toàn mọi thứ rồi.
Ôi, chỉ cần xay tất cả mọi thứ vào trong máy xay sinh tố là được mà. Ai! Trời ạ, quên mất cả đóng cái nắp rồi. Nhưng mà nước sốt đổ hết vào pizza luôn. Đấy, gần như mọi thứ đã sẵn sàng. Của bà cũng thế, chỉ còn lại nướng nó thôi. Đừng quên trang trí bánh pizza nữa nhé. Và sau đó cũng sẽ cho vào lò nướng nào. Đấy, sẵn sàng rồi. Bây giờ chỉ còn trang trí những nốt cuối cùng thôi. Bây giờ sẽ cho giò lên và cả rau thơm nữa. Hãy nhìn xem pizza thực sự nhìn trông như thế nào. Mùi thơm chưa này? Ôi, mình cũng không nghĩ mình có món nào ngon như vậy đâu. Kết sẵn sàng rồi. Ôi, cuối cùng cũng được ăn rồi. Ôi, cái gì nữa đấy? Trời ạ, tại sao miếng to như thế này? Không, không, mình không ăn cái này đâu. Nghèo rồi. Ồ, con pizza này trông rất là đẹp, rất là tuyệt. Hãy nhìn xem cái phô mai nó kéo dài như thế nào. Tuyệt quá. Ngon thế. Ôi, bây giờ chỉ còn thử món cuối cùng nữa thôi. Cái này cũng rất là ngon. Kiểu ở nhà, tôi thậm chí không biết phải chọn cái nào luôn. Được rồi, tôi đang đùa ai vậy? Pizza của đầu bếp Betty là ngon nhất từ trước đến nay luôn. Ôi, mình thậm chí còn không nghi ngờ điều đó luôn. Tôi đã nói luôn là mình sẽ thắng mà. Lần này chúng ta sẽ nấu món gì? Ôi, mình muốn bánh pancake, món tráng miệng ngọt hoàn hảo. Dễ dàng, Betty hãy xem và học hỏi. Ôi, mình sao? Đây là bà phải xem và học hỏi từ các thủ. Không, phải học của bà lớn hơn. Ờ, và quên mọi người sao? Tớ lại ở phía ngoài rồi. Ờ, sẽ xem ai nấu ngon hơn. Ôi, hãy xem nhá. Ôi, tớ rất cẩn thận với sữa. Ồ, wow, bà mạnh thật đấy. Mình cũng phải làm như vậy. Ôi không, trời ơi, không được. Ôi, hãy nhìn vào hỏi đi. Đấy, làm như một ninja thực sự. Thì sao? Còn tôi thì là một chiến binh thực sự. Ôi không không, tôi sẽ không làm tổn thương bản thân đâu. Mình có thể sử dụng cái của bát mà. Đấy, như này này. Ôi, hình như bà dùng quá nhiều bột rồi đấy. Dù sao thì bột của mình cũng sẽ ngon hơn thôi. Mình sẽ đánh nó với sự giúp đỡ của một công cụ rất đặc biệt. Ôi, thì sao? Cần tay để làm gì? Ôi, mình cũng cần bột mì. Ôi trời ơi, hình như mình đổ hơi quá rồi. Nhưng mà có thể trộn bằng tay nữa. Ừ, đúng rồi. Quả thực là tay rất tiện lợi. Có vẻ cũng ổn đấy. Còn của bà thì gần như đã sẵn sàng rồi. Ôi, nhìn trông nó thật là tuyệt vời. Liếm cả tay. Ôi, trông chán thật đấy. Ôi, của bà có những cái bánh pancake quá là đơn giản. Hãy nhìn đây này. Một vài thao tác và màu xanh đã sẵn sàng. Và hình hài của bạn không thú vị lắm sao? Ôi, bây giờ mình sẽ làm vị hagiwagi. Ôi, nhìn nó trông đẹp trai làm sao. Ôi trời ơi, đáng sợ thế. Ôi, bây giờ chỉ cần thêm siro phong và một ít bơ là được. Ôi, trông thật là ngon, không thể nào mà chịu được.
Ôi, tớ mệt quá. Ồ, trời ạ. Ôi, mọi người đã gần như xong rồi. Và bánh của Betty cũng rất là đẹp nữa chứ. Ôi, tớ cần phải nhanh lên. Tớ nghĩ là hình hài không quan trọng. Kate, tớ đảm bảo với cậu rằng bánh của tớ ngon nhất. Cháu gái ơi, tất cả đã sẵn sàng. Thử đi nào. Ôi, Jess, cậu có chắc chắn nó ngon không? Có chắc không? Trông hơi đáng sợ. Ôi trời ạ, nó cháy hết cả rồi. Không, tớ không ăn cái này đâu. Nhưng bánh pancake ở giữa nhìn rất là đẹp. Ồ, mùi thơm quá. Thử nào. Ôi, ngon thật đấy. Ôi trời ạ, tớ đã mơ về những chiếc bánh như vậy. Còn cái vẻ đẹp này là cái gì đấy? Ôi, tớ thích ngay vì vô cùng độc đáo. Ôi, đây là Hagiwagi mà. Trời ạ, đáng yêu quá. Ôi, vị cũng rất là ngon luôn ý. Ôi, lại không biết chọn cái nào rồi. Thôi được rồi, để lần này bà sẽ thắng nhá. Bà đã làm bánh pancake rất là ngon. Oh yeah, tớ đã nói với bạn là mình là bậc thầy pancake rồi. Thế mà mọi người